Ba màu son mới toanh của nhà Romaine thuộc dòng Romaine Juicy Lasting Tint từ màu 37 đến 39 mọi người đã thử chưa? Thiết kế của mấy em son đợt này mình thấy rất là xinh nha, son màu gì thì vỏ son sẽ là màu đó luôn. Và với ba màu son lần này thì mình thấy là nó sẽ phụ thuộc vào nền môi của mọi người khá là nhiều đấy. Như màu số 37 thì nó sẽ là một cái tông cam nút. Và trong ba cái màu son này thì mình thấy là cái màu 38, cứ cái màu son nào mà có chữ fake ý, thì mình thấy là cái màu đấy nó sẽ dễ dùng nhất. Nếu như mọi người đang kỳ vọng vào màu 39 ý, thì mình thấy là cái màu này nó sẽ trầm hơn so với màu cũ và nó cũng hơi khó dùng hơn đấy. Mọi người bảo mình so sánh màu 37 với màu 23 và màu 18 ý, thì màu 37 là màu nhạt nhất và khó dùng nhất trong cả ba nha. Và khi mà sử dụng cái màu son này thì mình rất là recommend mọi người nên có thêm make up đi kèm nhé. Cái màu 38 thì sẽ là một cái màu hồng MLB, nó khá là nhẹ nhàng và tự nhiên. Màu son này so với màu số 19 hay là màu số 06 ý, thì màu này sẽ nhạt hơn và thiên về ánh hồng nhiều hơn. Nói chung với màu son này thì mình thấy là mọi người dùng trên mặt mộc này hay là có make up đều được nha. Và màu son cuối cùng, màu số 39 ý, là màu bán chạy nhất ở bên Hàn luôn. Màu này thì sẽ là một cái tông hồng lạnh ý, và nó hơi có một chút ánh tím nhẹ. Màu son này sẽ hợp hơn với mấy bạn nào mà da từ trung bình sáng trở lên này. So với màu 25 cũ thì mình thấy nhạt hơn đấy. Còn mọi người thấy sao về ba màu son mới này của nhà Romaine?